Mẹ đi mua quần áo để quên luôn con ở cửa hàng. Mới đây trên TikTok đã xuất hiện đoạn video chứng minh sự hay quên của các chị em khi lên chức khiến nhiều người bật cười. Trong đoạn video này, người mẹ đang thử đồ tại đây, trong khi đó cô bé con tinh nghịch thì chạy nhảy nô đùa khắp quán. Thi thoảng cô bé còn chạy lại bám lấy chân mẹ như thường lệ. Thế nhưng sau khi thử đồ xong, người mẹ ra quầy thanh toán và đi về một mình khiến nhiều người ngỡ ngàng vì khoảnh khắc não cá vàng này. Ủa gì vậy? Tuy nhiên không vì mẹ quên mất mình mà cô bé khóc lóc hay ăn vạ đòi mẹ. Cô bé sau khi nghịch mệt thì đã nằm lên ghế và ngủ mất. Nhiều người tưởng là bà mẹ sau khi không thấy con sẽ vội vã quay lại tìm. Thế nhưng theo tiết lộ của chủ quán quần áo, cô bé con đã ngủ được một giấc dài nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bà mẹ đâu. Tình huống dở khóc dở cười này đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ các bà mẹ. Nhiều người cũng cho biết bản thân sau khi sinh quên nhớ nhớ nhiều thứ. Tôi cũng hay quên lắm nên đã quyết định đi xăm ngày tháng năm sinh của con lên cổ tay luôn cho chắc ăn nè. Ôi, bà chị não cá vàng khi phát hiện ra chắc hồn vía lên mây luôn, vừa đi tìm con vừa khóc, khéo có khi báo cảnh sát luôn đấy. Đúng là bị hại, mua đồ thì nhớ trả tiền, nhớ xách đồ về, nhớ tất cả, chỉ có con của mình thì quên thôi. Bà nghĩ sao trước tình huống dở khóc dở cười về sự đáng trí của những bà mẹ? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị, hài hước xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.